sẽ thảo luận về những cơn sóng dữ dội nhất hành tinh, sóng thần. Sóng thần là một loạt các đợt sóng di chuyển nhanh và bị kích hoạt bởi một cú sốc bắt nguồn từ dưới nước. Sóng thần thường bị gây ra bởi những trận động đất và các hoạt động núi lửa, hoặc những dịch chuyển địa chất lớn bên trên hoặc dưới mặt nước đều có khả năng gây ra sóng thần. Sóng thần đã từng được gọi là sóng thủy triều. Những tên này không chính xác vì sóng thần không liên quan đến các cơn thủy triều xảy ra hàng ngày ở trái đất. Ngoài ra, sóng thần hình thành khi nước bị khuấy nhiễu bằng những động tác mạnh mẽ. Hãy xem một ví dụ sau đây. Các trạng sóng thần hình thành khi đáy biển đột ngột biến dạng theo chiều dọc, chiếm chỗ lượng nước nằm trên nó. Những trận động đất do va chạm mảng lục địa hay tạo ra sóng thần, và vì áp suất quá lớn thoát ra sẽ tạo nên dịch chuyển nước và hình thành các đợt sóng. Cơn sóng thần khởi phát từ dưới đáy biển sâu. Khi còn ngoài xa khơi, sóng có biên độ, chiều cao sóng khá nhỏ, nhưng chiều dài của cơn sóng lên đến hàng trăm km, khoảng 500 km/h. Vì vậy, khi ở xa bờ, chúng ta khó nhận diện ra nó và chỉ cảm nhận là một cơn sóng cồn trải dài. Bởi vì chiều cao thực của một đợt sóng thần trên đại dương không tới 1 mét, điều này khiến những người ở trên tàu giữa đại dương khó nhận ra chúng. Nhưng khi tới đất liền, sóng thần trở nên mạnh hơn. Khi tiến tới đất liền, đáy biển trở nên nông và cơn sóng không thể di chuyển nhanh được nữa. Vì thế, nó bắt đầu dựng đứng lên và cao hơn, khoảng cách giữa các con sóng ngắn lại. Hầu hết các con sóng thần đạt đến độ cao khoảng 10 feet, là 3 mét, nhưng cũng có lúc lên đến 100 feet, tương đương với 30 mét. Khi sóng thần đổ bộ vào bờ, nó có hình dạng như một cơn thủy triều tăng đột ngột và nhanh chóng di chuyển khoảng 50 dặm, tương đương với 8 km/h. Sóng thần rất khó để nhận biết hay dự báo trước. Không phải tất cả những trận động đất ở dưới biển gây ra sóng thần. Có đến 75% các cảnh báo sóng thần là báo động sai. Tuy nhiên, các nhà khoa học tiếp tục theo dõi các khu vực thường xảy ra động đất cao hoặc hoạt động của núi Kuwa như vành đai lửa Thái Bình Dương, nơi mà khoảng 85% các cơn sóng thần trên thế giới xảy ra. Những nghiên cứu của họ sẽ tăng khả năng của khoa học để dự báo những thảm họa thiên nhiên sẽ xảy ra và cảnh báo những khu vực nằm trong vùng nguy hiểm.